Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình kỳ này sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Nhằm chia sẻ với các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà tại một số địa phương ven biển. Tiếp sức ngư dân trong mùa dịch, Thành đoàn Đà Nẵng cùng với một số câu lạc bộ thiện nguyện cũng đã kịp thời trao đến họ những phần quà thiết thực. Trong những ngày giãn cách thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, rất nhiều tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không hoạt động, phải neo đậu, nằm chờ lâu ngày tại các vùng nước nên rất dễ xảy ra hỏng hóc nếu không được bảo dưỡng định kỳ. Mặt khác, việc các địa phương siết chặt kiểm soát người ra đường trong thời gian này cũng làm một số ngư dân gặp khó khăn trong công tác duy tu, bảo dưỡng tàu thuyền. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Nhằm chia sẻ với các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà tại một số địa phương ven biển. Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã đến trao tận tay các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Bình Thạnh và xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, 200 xuất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân, trọng tâm là những kiến thức pháp luật về biển đảo, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp công tác dân vận, cảnh sát biển đồng hành với ngư dân năm 2021 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung, đặc biệt là bà con ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, ổn định tình hình xã hội, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân. Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 và Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức chương trình Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc tôn giáo tại huyện miền núi Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Đoàn công tác đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng cho 200 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cũng đã kết hợp phát tờ rơi, tổ chức tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho đồng bào hai xã. Đây là hoạt động trong chương trình công tác dân vận được lực lượng cảnh sát biển Việt Nam triển khai thực hiện trên cả nước trong những năm qua. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Nam cũng đã đến thăm, động viên và hỗ trợ 200 suất quà, trị giá mỗi suất quà là 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình các ngư dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn phường Hà Cửa Đại, thành phố Hội An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành và xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Những phần quà hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Vùng đến với các gia đình ngư dân lần này đã phần nào hỗ trợ kịp thời về vật chất cũng như tinh thần đối với nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Nhằm hỗ trợ các gia đình trong các khu phong tỏa tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cũng đã đến trao tặng 160 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, bao gồm 700.000 đồng tiền mặt, một hộp khẩu trang y tế, 10 kg gạo và một thùng mì tôm đã được Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận và cấp phát đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh ở những nơi bị phong tỏa trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung, đặc biệt là nhân dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục khó khăn, ổn định tình hình xã hội, đẩy lùi dịch bệnh và nâng cao đời sống của nhân dân. Mới đây, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng lại cho đại diện các phường đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ 160 suất quà mà Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Vùng 2 đã trao tặng. Mỗi phường nhận 40 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng gồm tiền mặt, gạo, mì ăn liền và khẩu trang y tế. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Vùng 2 đã ủy quyền cho Ban Dân vận Thành ủy trao tặng cho các địa phương, từ đó chuyển trực tiếp đến tay các gia đình gặp khó khăn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình mà Cảnh sát Biển đã ký kết với Thành ủy Đà Nẵng nhằm hỗ trợ ngư dân bám biển.
Trong bối cảnh cảng cá Thọ Quang tạm thời bị đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, nhiều ngư dân lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Tiếp sức ngư dân trong mùa dịch, Thành đoàn Đà Nẵng cùng với một số câu lạc bộ thiện nguyện đã kịp thời trao đến họ những phần quà thiết thực. 400 xuất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, cá khô, dầu ăn, nước mắm, gia vị đã được chuyển đến cho các hộ ngư dân tại 3 phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Tổng giá trị các phần quà hơn 100 triệu đồng. Đây là sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời của Thành đoàn Đà Nẵng cùng với câu lạc bộ HOG Đà Nẵng Chapter và câu lạc bộ Pick Up Đà Nẵng đối với 400 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương khi thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội để nhanh chóng khống chế dập dịch. Trong bối cảnh mà các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn không thể vươn khơi để đánh bắt hải sản do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những phần quà vừa là sự hỗ trợ, vừa là lời động viên để họ yên tâm chấp hành các quy định về phòng chống dịch của thành phố. Thưa quý vị, trong những ngày giãn cách thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, rất nhiều tàu cá của ngư dân Đà Nẵng không hoạt động, phải neo đậu, nằm chờ lâu ngày tại các vùng nước, nên rất dễ xảy ra hỏng hóc nếu không được bảo dưỡng định kỳ. Mặt khác, việc các địa phương siết chặt kiểm soát người ra đường trong thời gian này cũng khiến cho một số ngư dân gặp khó khăn trong công tác duy tu, bảo dưỡng tàu thuyền, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Ngày 14 tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các địa phương tạo điều kiện để ngư dân xuống quản lý, bảo dưỡng tàu định kỳ 3 ngày một lần. Tuy nhiên, từ ngày 16 tháng 8 trở đi, do thành phố siết chặt hơn việc giãn cách theo chủ trương ai ở đâu thì ở đó, nên một số ngư dân gặp khó khăn khi xuống bảo dưỡng tàu, nhất là với những ngư dân có tàu đang neo đậu ở địa phương khác với nơi mình cư trú. Tàu mình hiện giờ cảng các phường A Hai Bắc đây thì ở dưới cảng cá Thọ Quang dưới đó, rồi lên xuống bảo dưỡng bơm nước bơm non rất là khó khăn, đi đường rất là khó khăn. Nói chung tàu ở dưới đó là nó vô chừng lắm, tại vì ở trên sông nước á là lúc bữa nay nó không có gì, nhưng mà ngày mai là nó có những sự cố xảy ra, đấy là phải cần xuống để kiểm tra co ngó cho nó, chứ không là nó sẽ dễ xảy ra những cái đáng tiếc. Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Tấn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông cho biết, dù là địa phương neo đậu nhiều tàu thuyền nhất trên địa bàn thành phố, nhưng Nại Hiên Đông cũng vừa là vùng dịch có nguy cơ cao. Vì vậy, địa phương kiểm soát rất chặt người ra đường, kể cả ngư dân được cấp phép xuống bảo dưỡng tàu. Tuy nhiên thì vừa qua, được chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà, các phường cũng đã thống nhất với nhau, tạo điều kiện cho ngư dân được xuống bến cảng để quản lý, bảo dưỡng tàu thuyền. Đối với các trường hợp này thì cũng cấp trên quận đã có cái chỉ đạo rồi. Thì đối với địa phương thì cũng tạo điều kiện cho các công dân có tàu neo đậu tại trên địa bàn của phường vào thực hiện cái việc thăm tàu. Cũng đúng như các phường khác cũng đã cấp cái giấy rồi. Cũng 2 tiếng đồng hồ các phường đã thống nhất với nhau từ 10 giờ đến 12 giờ. Tuy nhiên thì đối với công dân từ phường khác vào thì sau khi thực hiện xong sẽ được đưa đến trạm y tế của phường để test nhanh lấy mẫu, và sau khi test có kết quả âm tính thì chúng tôi sẽ bàn giao lại cho địa phương. Bên cạnh đó, ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cũng tạo điều kiện để ngư dân có phương tiện neo đậu tại cảng cá thực hiện ba tại chỗ, vừa trông coi, bảo dưỡng tàu, đồng thời bố trí các phương tiện, thiết bị sẵn sàng ứng phó sự cố khi xảy ra. Hiện nay là ban quản lý có 23 người ở tại khu vực thực hiện cái nhiệm vụ là đảm bảo an ninh trật tự, cái phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường tại khu vực. Bên cạnh đó thì ban quản lý cũng đã thuê cái đơn vị trung tâm ứng phó dịch vụ sự cố tràn dầu đặt cái trang thiết bị tại đây để sẵn sàng ứng phó sự cố khi cần thiết. Dịch COVID-19 hiện còn rất phức tạp. Vì vậy, ngư dân Đà Nẵng rất lo lắng về vấn đề bảo dưỡng tàu về lâu dài, nhất là khi mùa mưa bão đang tới gần. Thưa quý vị và các bạn, một kiến thức pháp luật kỳ này mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Chương 2. Nhiệm vụ quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 8. Nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam.
1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển. Nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền, ban hành chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. 2. Bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân trên biển. 3. Đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn trên biển, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường biển. 4. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển. 5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 6. Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật, dân sự được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam. 7. Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 9. Quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý trong vùng biển Việt Nam theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 14 của luật này. 3. Sử dụng phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, nghiệp vụ theo quy định tại Điều 15 của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 4. Xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 5. Tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự theo quy định của pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự, pháp luật về tố tụng hình sự. 6. Truy đuổi tàu thuyền vi phạm pháp luật trên biển. 7. Huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị, kỹ thuật dân sự của cơ quan tổ chức công dân Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp. 8. Đề nghị tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động trong vùng biển Việt Nam hỗ trợ giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. 9. Bắt giữ tàu biển theo quy định của pháp luật. 10. Áp dụng biện pháp công tác theo quy định tại Điều 12 của luật này. Điều 10. Nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên. 2. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn vùng biển Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển. 3. Cảnh giác, giữ bí mật nhà nước, bí mật công tác, thực hiện nghiêm biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam. 4. Tuân thủ điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. 5. Thường xuyên học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật và rèn luyện thể lực. 6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định hành vi của mình khi thực hiện nhiệm vụ. Chương 3. Hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. Mục 1. Phạm vi hoạt động và biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 11. Phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật này. 2. Trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Khi hoạt động phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Điều 12. Biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn trên biển theo quy định của pháp luật. 2. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định việc sử dụng các biện pháp công tác theo quy định tại khoản 1 điều này, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu nội dung luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trong các số tiếp theo trên sóng của Đà Nẵng TV. Chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo của chương trình.